Thưa quý vị, Công an phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước xác nhận việc một người đàn ông bán vé số trình báo bị một người đi ô tô giật mất 59 tờ vé số. Người trình báo vụ việc là một người đàn ông bị tật ở chân từ nhỏ, làm nghề bán vé số kiếm sống qua ngày. Người đàn ông khuyết tật bán vé số là ông Nguyễn Văn Hà, 57 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài. Thông tin ban đầu khoảng 7 giờ sáng nay, khi ông đang đứng ở gần ngã tư Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Linh, thuộc khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, thì có một người đàn ông lái xe ô tô 5 chỗ màu đỏ, dừng lại hỏi mua vé số. Thấy vậy, ông Hà lại gần ô tô, đưa tập vé số cho khách lựa chọn. Sau đó, người đàn ông trả lại sấp vé số cùng 50.000 đồng tiền mua vé số, rồi lái xe đi. Ông Hà thấy còn ít vé số nên đếm thử thì phát hiện bị mất nhiều tờ và đã chống gậy chạy theo xe ô tô của khách nhưng không đuổi kịp. Thấy ông đứng khóc, người dân đã đưa ông đến cơ quan công an trình báo sự việc. Theo ông Hà, đây là lần thứ 3 bị giật vé số bởi những vị khách đi ô tô. Ở hai lần trước, ông bị mất hơn 100 tờ, lần này mất 59 tờ. Ông đã cung cấp biển số xe ô tô của người mua vé số lần này cho cơ quan công an. Hiện công an phường đang trích xuất camera dọc đường để xác minh thông tin, làm rõ vụ việc.